Chào các bác, Minh Audio Hà Đông lại giới thiệu đến các bác một mẫu đẩy cực kỳ chất của Roy Sound Nhật Bản. Roy Sound Nhật Bản. Đây là volume, còn đây là loudlet. Lần đầu tiên tôi thấy một con đẩy có loudlet. Và đây là cân loa. Con đẩy này nó đặc biệt ở cái chỗ là nó cực kỳ khỏe luôn. Đây, volume tôi đang để mức rất nhỏ này đã có tiếng to như này các bác nha. Đánh hai đôi loa liền, đánh hai đôi loa liền. Chút nữa tôi sẽ nói về giá cũng như là độ khỏe của nó. Các bác xem nội thất của nó đã. Nội thất của nó không khác gì mới tinh luôn. Mặc dù vỏ thì nó phải có xước xát theo thời gian. Đặc trưng của đẩy nó là như vậy. Đẩy này dùng hai tản nhiệt, một là tản nhiệt bằng nhôm, hai là tản nhiệt quạt gió của bên kia. Khi nào nó nóng quá thì chắc quạt gió mới quay thôi. Đó, cái nguồn này các bác này. Chưa bao giờ tôi thấy một con âm ly hoặc con đẩy một nguồn nó còn mới như này. Và vỉ này. Nói bên trong con này xuất sắc luôn. Xuất sắc. Tôi sẽ quay mặt sau. Đây là đường vào âm thanh. Đây, rất nhiều lần tôi đã nói các bác rồi. Đẩy của Nhật ấy chỉ cần hơn 100W thôi. Nếu mà các bác nhìn so sánh với âm ly nhá, nhiều con âm ly 300-400W nhưng nó không thể khỏe bằng đẩy được. Đẩy chỉ cần hơn 100W hoặc gần 200W thôi. Với như con này nó cực kỳ khỏe luôn. 187W điện 100V sản xuất tại Nhật Bản đây. Roy sau AP30. Đánh hai đôi loa AB cộng B. Đây AB đây, trở kháng từ 3-4 ohm, 6-8 ohm. Đó. Quạt gió đây. Chưa bao giờ tôi thấy một con đẩy nó khỏe như con này. Tôi đã từng bán đẩy Crown rất nhiều các bác nha. Đẩy Crown 820 sò. Nội thất hoặc là độ nặng thì rất là kinh khủng. Nhưng mở ra âm thanh rất bé. Đó. Hoặc là đẩy giam xa cũng như vậy. Nhưng con này thì phải kính nể nó luôn. Với cái giá 4,5 triệu nó khỏe còn hơn cái đẩy 10 triệu các bác nha. Nó thể hiện bằng việc vặn volume, nói có sách máy có chứng. Nó tạo cảm ứng rất nhiều khi mình được trải nghiệm nó. Đây tôi bán con này 6 triệu này, tại sao nó 6 triệu? Bởi vì nó đẹp hơn, nó cứng cáp hơn. Con này thì nó không đẹp bằng. Nhưng mà nó lại có cái chất âm mà con này không thể có được. Con này không thể bằng được con này về chất âm. Đây các bác, tôi đang đấu hai đôi nha. Tôi sẽ nhích volume để các bác cùng cảm nhận nha. Xem nó khỏe như thế nào. Đây là lao lướt này. Nếu bác nào thích mạnh nữa thì dùng lao lướt. Đây là cất, cất loa. Kinh chưa? Nếu tôi nói các bác, tôi vặn lên mức số 3 ở đây không thể chịu nổi cái mức âm thanh của con này nó ra. Đang chơi liền hai đôi, một đôi BMB và một đôi BK. Nên cái đồ âm thanh tôi nói các bác ấy, nếu mà nhìn qua thông số kỹ thuật, các bác đừng có khinh nó. Các bác phải được trải nghiệm của nó. Và nó không có cái gì là chung cho một cái để mình so sánh. Giả sử thằng 200W của thằng này nó khác thằng 200W của cái kia. Nên là tôi đã nói rất nhiều, các bác phải được trải nghiệm thực tế thì các bác mới biết được con nào nó như thế nào, con này nó như thế kia. Và đây là cái nắp kim loại tre của nó nha, còn tương đối đẹp luôn. Một con đẩy cái nắp còn được như này là ok lắm. Đây tôi sẽ mở to một chút nữa này. Hai đôi, căng tét luôn. Đây tôi sẽ cho lao lướt này. Đó, lao lướt. Có lao lướt vào rung sàn nhà luôn. Chưa bao giờ tôi gặp một con đẩy mà nó khỏe như thế này. Đây là lần đầu tiên cái mã này tôi được bán nhá. Roy Sound của Nhật Bản. Mã là AP30. Không dám vặn đến mức 3-4 sợ bung loa các bác ạ. Khỏe kinh khủng luôn. Nếu mà nói về chất lượng âm thanh con này thì tôi nói các bác đẩy 10 triệu thua xa con này luôn nhá. Các bác cứ trải nghiệm thì sẽ biết. Xin chào, hẹn gặp lại.